Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Sắp tới đây thì ekip anh em chúng tôi sẽ có một cái chuyến đi rất là xa để tận hưởng những cái kỳ nghỉ cuối tuần. Và 3 đến 4 ngày nữa thì chúng tôi sẽ không có những cái video mới ra. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì cá nhân tôi sẽ có một cái chủ đề rất hay dành riêng cho quý vị các bạn của Auto Việt Nam. Trước tiên mà đi những cái chuyến đi xa thì cá nhân tôi hay đưa những cái chiếc xe của mình vào những cái trạm dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng uy tín để kiểm tra toàn bộ những chiếc xe, để trong cái quá trình mà khi mà vận hành chúng ta sẽ đạt được những cái hiệu quả cũng như là an toàn nhất. Và ngày hôm nay thì tôi cũng đưa chiếc xe của mình đến một đại lý lớn nhất trong hệ thống Ford của Đông Nam Á, đó chính là đại lý Hà Nội Ford. Và cũng tiện thể quay một cái video và nói về cái chủ đề là lý do tại sao khi đi xa chúng ta lại phải đưa xe vào để bảo dưỡng và sửa chữa. Và ngày hôm nay thì tôi cũng xin phép được giới thiệu tới quý vị và các bạn của Auto Việt Nam, anh cố vấn dịch vụ của Hà Nội Ford, anh Tuấn, sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về cái chủ đề tại sao khi đi xa chúng ta lại phải là mang xe vào để sửa chữa bảo dưỡng. Xin chào anh. Chào chị. Khán giả của Auto Việt Nam có chia sẻ với em rằng là tại sao khi mà đi xa chúng ta lại phải đưa những chiếc xe của mình vào để kiểm tra sửa chữa bảo dưỡng. Để mà có một chuyến đi xa mà chúng ta không phải bị gặp những cái trở ngại trên đường ấy, thì trước tiên thì chúng ta sẽ phải cho xe vào hãng để kiểm tra tổng thể xe, tổng thể máy gầm điện và đặc biệt là hệ thống gầm. Nó sẽ có rất là nhiều zotin cộng với cả hệ thống bôi trơn làm mát, chúng ta cũng phải kiểm tra. Đặc biệt là lốp xe đúng không? Cái lốp này thì cái xe này của em thì hôm nay em đưa vào thì hôm trước cũng thay hai quả trước rồi. Bởi vì hai quả trước thì hôm trước cũng dính ngay cái ổ gà mà nó cũng sập, coi như là phải nó cắn hết mà nổ thì lại phải đi thay hai quả trước. Nhưng mà lốp chắc này cũng không phải kiểm tra nhỉ? Không em ạ, cái này cái quy trình của mình ấy thì khi mà mình để mà đi xa thì mình vẫn sẽ phải kiểm tra tổng thể hết em ạ. Tổng thể hết 4 quả lốp đúng không? 4 quả lốp mình sẽ kiểm tra xem áp suất lốp còn với cả bề mặt lốp nó có ăn mòn hoặc là bị đinh hoặc là có thể là nó bị chém. Em có thể em đi vào những cái ổ gà hoặc là những cái viên gạch sắc nhọn nó sẽ chém rách cái lốp của mình đi. Nó sẽ gây lên hiện tượng là mình đi nó sẽ lổ giữa đường, nguy hiểm đúng rất không? Là nguy hiểm. Lốp là cái mà chúng ta phải kiểm tra đầu tiên trong đúng cái rồi. Quy trình kiểm tra xe đúng không anh? Đúng rồi. Như lúc nãy anh cũng nhìn qua kiểm tra qua sơ bộ ấy, thì cái lốp của em mới thay hai cái lốp trước này. Ghi rằng ở đây là nó có một cái vết chém. Đây chắc là em đi vào viên gạch là chém rất là sâu này. Chém này. Này Thắng ơi, ngồi vào đây này. Đấy. Vừa mới thay cách đây khoảng tầm 2 tháng rồi anh ạ. Chém như này thì đúng là phải kiểm tra lại với cả cũng phải thay đấy nhỉ. Cái này của em thì phải thay rồi. Theo anh là phải thay, còn nếu mà em vẫn để cố đi thì em sẽ không đi được nhanh đâu. Nhìn nó chém rất là sâu. Nguy hiểm, ăn cả vào ấy này, cả vào tang này. Ăn vào tang rồi. Lốp này là em sẽ phải thay. Một quả này. Một quả này ví dụ chẳng hạn như là trong hãng thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm bao tiền này? Trong hãng thì một quả lốp này nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 6 triệu. Hơn 6 triệu. Nhưng mà quan trọng là thay hãng nó chuẩn nhá. Đúng rồi. Với cả cái thay xong thì mình sẽ có bảo hành rất đàng hoàng thì nó sẽ không trôi nổi những cái hàng giả nhái như ở ngoài. Thì để khi mà mình đi xa thì mình sẽ lên đưa xe về hãng, tất cả các loại xe nào thì mình sẽ đưa về hãng xe ý để mình kiểm tra, bởi vì là trong hãng thì người ta sẽ có các cái kỹ thuật viên chuyên nghiệp mà tháo lắp các thứ thì họ lắp theo quy trình của họ rồi. Xem quả đằng sau như nào, không có ấy không? Và đằng sau này của em thì vẫn còn tốt. Cũng không thấy ấy nhỉ, đúng. Nếu mà nói chung là nếu mà mình đi trong quá trình mình đi không thể nào mà tránh được dính đinh rồi dính những con ốc vít nhỉ. Chính xác. Nó cắn lốp nhiều khi đi vào những ổ gà. Cái hôm trước em vừa thay quả kia là dính là ăn ngay cái ổ gà đấy. Tức là nó sập xuống cái là thấy nó bị cắn đấy. Chính xác, nó bị như thế vào là khi em bơm hơi lên là nó sẽ bị phồng. Áp suất lốp mà nó không tiêu chuẩn là nó sẽ có thể là gây ra hiện tượng lổ lốp luôn. Ok, cái đấy thì tí nữa kiểm tra và anh em kiểm tra kỹ cho em. Cái thứ hai là anh xem là phanh pháo của em dạo này nào, tại vì đi thì bây giờ nếu mà tại vì nó bắt đầu nó đã có hiện tượng là nó két, thì không biết là nó do hết má phanh hay là nó dính những cái vật thiết gì bên trong. Cái này thì mình sẽ phải tháo hết toàn bộ hệ thống lốp ra, tháo toàn bộ hệ thống phanh ra để mình bảo dưỡng lại má phanh nhá. Mình sẽ vệ sinh lại má phanh và mình trà lại mặt đĩa phanh để kiểm tra xem cái độ nhám của nó còn bám hay không. Cộng với cả cái đĩa phanh của nó có bị gờ hay không. Đấy, nhiều khi là khi xe của mình đi thì cái má phanh nó bị mắc cát, mắc đá vào trong đấy, những cái viên bụi nó rất là sắc.
Nó cọ lâu ngày nó sẽ cọ và làm cho cái đĩa phanh của mình nó gờ. Đúng rồi. Mà đi xa thì quan trọng nhất là lốp với phanh nhỉ? Đúng rồi. Kiểm tra thì cũng phải là kiểm tra cả phanh cả dầu đúng không anh? Chính xác. Kiểm tra phanh. Kiểm tra cả phanh cả dầu phanh xem nó có bẩn hay không. Nếu mà nó bẩn thì mình thay luôn đi. Đấy là về gầm chúng ta cần kiểm tra, còn lại về dầu nhớt và nước mát, nước sơn làm mát thì mình cũng phải kiểm tra theo định kỳ trước khi đi xa. Nếu mà theo định kỳ tầm khoảng 10.000 cây em mới thay dầu, nhưng em chuẩn bị có một chuyến đi xa tầm khoảng 300-400 cây chẳng hạn thì anh nghĩ là em nên thay dầu mới đi. Đúng rồi. Nếu mà đi xa thường thường là em cũng trước đây là em cũng toàn thứ nhất là thay hết dầu mới để mình về là mình kiểm tra luôn, với cả trong cái quá trình mình vận hành nó sẽ liên tục, nó khắc nghiệt chứ không phải cái việc là mình đi lại hàng ngày trong đô thị hay là nó sẽ có thời gian nó nghỉ. Đúng rồi. Máy nó sẽ nghỉ, nhưng mà mình đi xa đi vài ngàn cây rất là khắc nghiệt. Anh công nhận không? Đi liên vài ngàn cây nó liên tục, máy nó hoạt động liên tục, nó sẽ rất là khắc nghiệt, nó khác hoàn toàn. Anh xem gầm của em có ấy không? Đấy lần trước cậu ấy các cậu kỹ thuật viên các cậu ấy cũng kiểm tra hết cả gầm miếc của em ấy. Xem gầm miếc có đảm bảo không? Em sợ là nó không ấy, không đạt được tiêu chuẩn. Đi xa là mình cũng phải kiểm tra hết cả khung gầm ở dưới đúng không anh? Đúng rồi. Kiểm tra hết cả những cái phần chi tiết càng nga rô pin đúng không? Ok, về hiện tại thì hệ thống gầm thì lát nữa anh sẽ cho kỹ thuật viên họ kiểm tra cẩn thận lại. Cái này thì của kỹ thuật viên chuyên nghiệp thì họ sẽ kiểm tra cho em cẩn thận hơn. Anh Tuấn có thể chia sẻ cho khán giả của Auto Việt Nam biết là tại sao là khi mà chúng ta đi chúng ta phải kiểm tra lốp với phanh của anh nói rồi này. Bây giờ là tại sao lại kiểm tra cả những cái hệ thống gầm như là rô tin càng A rồi hay là những con ốc ở dưới khung gầm? Bởi vì là khi mà xe của mình vận hành ấy, khi mà xe của mình vận hành lâu ngày theo điều kiện khắc nghiệt thì là những cái con rô tin và những con ốc của gầm nó sẽ bị đề, nó sẽ bị nỏng ra. Còn rô tin thì là nó sẽ khi mà mình đi nhiều ấy nó sẽ bị dơ, dẫn tới hiện tượng là mình đi trên xe của mình nó sẽ kêu lục cục. Dẫn người ngồi ở trên xe thì rất là khó chịu. Đấy. Thì mình sẽ phải kiểm tra tổng thể tránh trường hợp là nó đi nó bị dơ, nó dạo, nó có thể là những con ốc mà nó mà bị rơi ra thì rất là nguy hiểm. Cho nên là mình nên phải kiểm tra tổng thể lại hết. Xem toàn bộ gầm con ốc, những con ốc nào nó bị nỏng thì mình sẽ phải siết lại theo cái lực siết tiêu chuẩn của nhà máy. Đúng rồi, phải siết lại ốc đúng không? Tại vì em thấy rằng là, nhưng mà ví dụ những cái rô tin này của nó mà nó là cái hệ thống lái nhỉ, nó liên quan đến cái trụ lái, hệ thống lái. Đúng thì đúng là nếu mà kiểm không kiểm tra định kỳ mà đi xa nhỉ, nhưng may mà những con rô tin này nó bị gãy nó như bị nào đấy là mất lái, đúng mất rồi. Lái luôn nhỉ. Em cũng đã thấy những cái trường hợp mà đi đèo ấy là mất lái cũng nhiều lý do đúng không? Đặc biệt là những trường hợp đi đèo ấy là mình phải kiểm tra thật kỹ. Không chỉ riêng là phanh mà nó còn liên quan đến hệ thống gầm này nữa. Cũng nhiều khi cũng mất lái là do hệ thống gầm chứ đúng không? Đúng rồi, chính xác. Nó chỉ cần liên quan về cái hệ thống treo của bánh xe đây chẳng hạn, nó mà rơi một con ốc ra chẳng hạn thì nó rất là nguy hiểm. Nên là mình phải kiểm tra lý do tại sao lại phải đi xa, lại phải kiểm tra hết cả lốp rồi phanh cả hệ thống khung gầm đúng không? Đúng rồi. Anh xem cái đằng sau của em nghe có ổn không? Về hiện tại xe của em thì nhìn sơ bộ thì anh thấy không có dấu hiệu chảy dầu hay vấn đề gì cả. Còn chảy dầu nữa nhỉ? Đúng rồi. Còn lát nữa thì anh sẽ cho kỹ thuật viên họ kiểm tra tổng thể các cái rô tin cho em. Và chứ cả cái hệ thống mùa hè này của em nữa thì anh sẽ phải kiểm tra cái hệ thống điều hòa của em nữa. Đúng rồi. Hệ thống điều hòa cũng rất là quan trọng. Đang đi mà tự nhiên mà mất mát rồi cả nhà ở trên xe, cả gia đình ở trên xe thì cũng rất là nóng lực và khổ sở. Gom như thế thì đi làm sao được. Em vào mình kiểm tra hết chứ, từ hệ thống điều hòa rồi khung gầm nhất, dầu nhất, tổng nhất. Chắc anh sẽ đo lại áp điều hòa cho em, kiểm tra lại áp ga điều hòa xem nó có thiếu hụt không, anh sẽ bổ sung cho đầy đủ. Thế vậy là quy trình của mình là bây giờ là sau tí nữa là anh cho anh em kỹ thuật vào là kiểm tra cho em là giờ này thì nó cũng là giờ cũng đến 12 giờ nghỉ trưa rồi ấy. Thì là cho anh em thợ nghỉ trưa. Sau đó đầu giờ chiều 1 giờ thì anh sẽ cho anh em kỹ thuật nó kiểm tra tổng thể cho em hết toàn bộ máy, gầm, điện và điều hòa. Để cho đảm bảo cho chuyến đi của gia đình không gặp phải những cái trở ngại trên đường về xe. Thế còn ví dụ chẳng hạn như là
Ví dụ chẳng hạn như là về cái một cái câu hỏi ấy, là thực ra thì cũng có rất nhiều những anh em chơi với em bảo là tôi mua cái xe thì việc gì phải vào hãng, phải vào những cái trạm dịch vụ sửa chữa của hãng làm gì, nó cho tốn tiền. Thế thì em nghĩ rằng là thực ra thì trước tới nay thì em vẫn là thường xuyên là đưa vào hãng, bởi vì thứ nhất là quan điểm của em ấy là mua một cái xe nó không chỉ là cái giá trị của mình, cái giá trị của cái xe đấy là tài sản của mình, cái thứ hai nó là còn đảm bảo sự an toàn nữa, đúng không? Tại vì thứ nhất là đưa vào hãng thì em thấy rằng là cái nhất là đội ngũ kỹ thuật viên nó cũng tay nghề nó cao hơn, nó chuyên nghiệp hơn, đúng không anh? Đúng rồi, bởi vì là khi một hãng nào thì họ sẽ chỉ làm chuyên về cái xe đấy. Như hàng ngày bình thường nếu mà mình sửa chữa một trạm dịch vụ gara ở ngoài chẳng hạn thì có thể một ngày họ sẽ làm xe Ford, xe Toyota, xe Mazda, họ sẽ làm rất nhiều xe và họ sẽ không thể chuyên nghiệp bằng một cái đại lý nào đó. Ví dụ như là ở trong Ford thì chỉ có các bạn chỉ làm xe Ford, một ngày bạn làm rất nhiều xe Ford và các bạn tháo lắp cái đấy nó sẽ rất là chuyên nghiệp. Hoặc là ví dụ như các bạn làm ở Mazda, Toyota cũng vậy, các bạn ý tháo ra lắp vào các chi tiết linh kiện thì các bạn ý chẩn đoán bệnh thì nó sẽ rất là nhanh, bởi vì là các bạn ý chuyên một hãng nào thì nó sẽ chuyên về hãng đó. Đấy, đúng. Bây giờ nếu mà kiểm tra sửa chữa cái dòng xe nó như này thì chúng ta cũng nên vào hãng nhỉ? Vào hãng thì là đầy đủ hết cả thiết bị rồi linh kiện phụ tùng sẵn có mà cũng đảm bảo những cái gọi là chất lượng, đúng không? Không phải sợ cái vấn đề là giả nhái giả linh tinh, đúng không? Chính xác. Bây giờ tùng vật tư ở trong hãng. Nói chung là đồ của hãng thì cũng không cần phải ấy rồi nhỉ. Và đặc biệt là khi mà em làm bảo dưỡng sửa chữa ở trong hãng thì tất cả những cái phụ tùng mà thay thế của em thì sẽ được bảo hành 1 năm. Ok. Anh kiểm tra cho em cái phần phần nhớt động cơ xem nó còn hoạt động ổn định không hay là cũng vẫn phải thay luôn. Anh nhìn theo định kỳ cũ của em thì là em đi được 8.000 cây rồi, thực tế là 10.000 cây thì em mới phải thay dầu cơ, nhưng mà đợt này em đi xa thì theo anh là em cũng nên thay dầu luôn đi. Thay dầu luôn đúng không? Nó sớm hơn 2.000 cây thì cũng là cái tốt. Nói chung là bây giờ là mình vào là mình kiểm tra đầu tiên là phanh pháo lốp, đúng không? Hệ thống cầm, sau đó là mình cũng thay luôn cả dầu nhớt và kiểm tra luôn dầu phanh, đúng không? Kiểm tra dầu phanh, dầu nhớt, các loại dung dịch, nước mát. Đúng rồi, nước làm mát. Nước làm mát và đặc biệt là nước rửa kính nữa. Cái đấy thì có thể là mình sẽ mua nước rửa kính của chính hãng. Mình nó sẽ không gây đóng cặn, với cả nó sẽ làm sạch cái kính khi em đi trời mưa ấy, nó sẽ không bị mờ kính. Anh thử hạ cho anh kiểm tra cho em cái nước làm mát rồi xem. Ok. Xem là như nào. Bởi vì nước làm mát nó cũng là một cái cũng rất là quan trọng, anh công nhận không? Nếu như mà mình mà không kiểm tra cái nước làm mát đấy thì nhiều khi đi nó cũng không đảm bảo được cái khả năng vận hành của xe nhỉ? Đúng rồi. Đồng thời là nhỡ may mà nó có nếu mà nước làm mát mà không đầy đủ máy của mình chạy nó sẽ rất là nóng. Mà đặc biệt là khi mà mình đi ở những cái cung đường như đường đồi núi chẳng hạn, nó, hoặc là leo đèo nó sẽ rất là nguy hiểm. Đây, thắng vào đây, quay vào đây, rồi đây, đây. À, đây là cái bình nước mát này. Ở đây nó sẽ có hai cái vạch. Một cái vạch trên là vạch mắc và vạch ở dưới là vạch pin. Thì lúc nào cái mực nước mát ở đây nó cũng phải ở trên cái vạch mắc này, không được ở dưới. Đó, đúng không? Mình kiểm tra những cái cơ bản như vậy. Thế thì cái này của em là nó đủ đúng không anh? Đúng nó... rồi, của em là nước mát hiện tại đang đầy đủ. Còn đây là nước rửa kính. Cho em hỏi một tí là nước làm mát này của mình mà mình đổ quá thì làm sao? Cái này thực tế ra nếu mà em đổ quá thì nó sẽ hồi, nó sẽ đẩy ra ngoài. Nó sẽ đẩy hết ra ngoài cái đường nước, đường thoát nước ở cái bình nước phụ này. Nó có cái đường nước hồi ấy. Nó sẽ đẩy ra ngoài cho em lúc nào nó cũng duy trì ở mức vừa đủ. Còn nếu thiếu thì nó sẽ không có cái để bù, nhưng mà nó thừa thì nó sẽ đẩy đi. Nhưng mà cũng nên là nó cũng chỉ là đổ thôi thì nó sẽ tốt hơn so với việc là đổ thừa với đổ thiếu, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Mình sẽ đổ đúng đến vạch mắc thôi. Rồi, ok. Còn đây còn là đổ nước rửa kính. Nước rửa kính, đúng không? Cũng phải đầy đủ. Rồi dầu nhớt thì anh xem cái mức của em xem là à tí nữa thì đằng nào cũng phải là thay hết. Đằng nữa thì sẽ thay hết dầu. Đúng rồi, ok. Còn lại thì dầu phanh này thì mình sẽ chỉ kiểm tra cái mức dầu phanh xem nó có bị hao hụt nhiều quá hay không. Bởi vì cái dầu phanh này mình sẽ không bổ sung. Cái dầu phanh này là
khi mà má phanh nó mòn ấy thì tự cái mức dầu phanh nó sẽ tụt xuống. Thì cái này mình sẽ không bổ sung vào, nếu em đổ dầu phanh mới vào ấy thì khi em thay má phanh thì nó sẽ đẩy ngược cái dầu phanh này lên, nó sẽ bị tràn hết ra ngoài. Thì cái dầu phanh này là trừ khi nó bị thủng tuy ô hoặc là nó bị hở cúp ben ở dưới thì nó mới chạy ra ngoài. Nói chung là cái dầu phanh này gần như là nó mình ở trong sẽ không hệ thống rồi, nó trong sẽ này là mình sẽ đi vào đi. Hãng là các bạn sẽ kiểm tra và kiểm tra toàn bộ hệ thống phanh cho em cái dầu phanh này. Mình sẽ không bổ sung cái dầu phanh này nhá. Dầu phanh này sẽ không bổ sung. Còn ắc quy chiếc này có sao này thì lát nữa anh sẽ sử dụng máy test ắc quy để anh test dòng điện ở bên trong ắc quy xem nó có đảm bảo hay không. Nếu mà ắc quy của em yếu thì cũng cần phải thay ngay để tránh cái tình trạng là khi mà mình đang đi ở trên đường dừng lại nghỉ ngơi và không đề lại được. Đúng rồi. Nói chung là cũng kiểm tra hết là hệ thống khung gầm này, lốp gầm, phanh. Phía bên trên thì mình kiểm tra nước làm mát, rồi nhớt động cơ, đúng không anh? Đúng rồi. Rồi dầu phanh và ắc quy nữa, đúng không? Nói chung là kiểm tra tổng thể hết để mình đi một cái chuyến đi xa nó sẽ an tâm nhất mà nó sẽ thành công vĩ đại nhất, đúng không? Chứ còn đi mà để nằm đường thì cũng hơi chán ý nhá. Trong cuộc chơi mà phương tiện đi lại mà không có thì rất là khổ. Đúng rồi, lại còn phải cẩu xe về nữa thì cực kỳ là buồn luôn nhỉ. Đúng rồi. Ok, thế thì nói chung là hôm nay cũng trưa rồi, chắc là buổi chiều mới làm được cho em nhỉ? Đúng rồi. Ok. 1 giờ anh sẽ cho tiến hành sửa chữa bảo dưỡng cho em. Vâng nhá. Thế thôi, thế thì một cái clip rất là ngắn thôi để chia sẻ với toàn bộ khán giả của Auto Việt Nam. Ừ. Mình nghĩ rằng là cái chủ đề này cũng là một cái chủ đề cũng có rất nhiều những người quan tâm. Và cũng cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều khi mà chia sẻ những cái kinh nghiệm của trong cái lĩnh vực sửa chữa của mình đến các bạn khán giả của Auto Việt Nam. Ok. Chúc anh có nhiều sức khỏe. Rồi, anh cảm ơn. Okay. Ok. Và những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý như anh Tuấn anh cũng đã vừa nãy cũng đã chia sẻ rồi. Chúng ta nên kiểm tra là bởi vì khi mà những chuyến đi xa, xe chúng ta phải vận hành rất nhiều và hầu như là ở trong điều kiện rất là khắc nghiệt. Bởi vậy nên là chúng ta nên đưa vào những cái trạm dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng uy tín để chúng ta có thể là để các đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao, chúng ta có thể sửa chữa bảo dưỡng và đồng thời là được tư vấn một cách là tận tâm nhất. Với cái chiếc xe mà hôm nay tôi đang đưa đến đây ấy, thì thực ra thì nó cũng có rất nhiều những vấn đề liên quan hệ thống gầm và cũng phải kiểm tra một số các chi tiết khác ở bên trong máy nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo về những cái chủ đề mới hơn như là lý do tại sao chúng ta nên đổ dầu mà lại không được đổ thừa hay cũng không được đổ thiếu. Sắp tới chúng tôi sẽ cũng có một cái video tiếp theo nói về những chủ đề vậy. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.